Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Mình là Trọng Hatachi đây. Mình đến từ kênh channel Crypto Honix. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia cái dự án là Mata New Paradigm nhé. Thì dự án này các bạn tham gia thì có cơ hội nhận cái retro active, cái airdrop của dự án ấy là cái token Mata khi mở nó mainnet nhé các bạn nhé. Khi nó mainnet nhé. Thì các bạn xem video này thì hãy cho mình một like, một subscribe kênh Crypto Honix của chúng mình nhé, để mình có động lực làm ra nhiều video hướng dẫn cho các bạn hơn nữa nhé. Ok, quay trở lại chủ đề chính là hướng dẫn tham gia Manta New Brary. Thì hôm nay là ngày 31 tháng 12, là cái ngày cuối cùng rồi, thì mọi người hãy tham gia thật nhanh nhé. Thì mình cũng làm gấp rút video này để hướng dẫn cho các bạn. Thì ở trên Twitter chính của Manta thì họ cũng nói về cái sự kiện này nhá. Thì nội dung như nào thì bạn sẽ stake cái ETH hoặc là USDC ở trên mạng ETH vào cái Manta Network này nhá. Ok, thì mình cũng sẽ nói qua cái dự án Manta này. Thì dự án Manta này nó đã với cái dự án Manta Pacific này thì nó là cái TVL của họ đã được 500 triệu đô rồi nhá các bạn nhá. Và cái dự án Manta này nó đã gọi vốn được rất nhiều, có qua 3 vòng từ các quỹ rất là nổi tiếng ở đây nhé các bạn nhé. Thì các bạn có thể nhìn thấy như là Definance Capital này đấy, và rất nhiều quỹ nổi tiếng khác. Ok, thì tham gia cái này thì các bạn nó sẽ nhận được cái bốc nhé, cái bốc và mở được ra NFT các bạn ạ. Đấy. Ok, thì cái dự án này thì dự án này thì các bạn sẽ tham gia stake ETH hoặc là USDC chỉ tương đương 0.25 ETH vào đây và ăn chia 500.000 cái token 500 triệu token Manta nhé. Đấy, thì dự án kết thúc ngày 31 tháng 12. Đấy. Ok, thì mình có ghi chú ở đây rồi. Thì mình sẽ có cái bước ở đây. Mình sẽ hướng dẫn các bạn theo cái bước này nhé. Thì đầu tiên là các bạn stake USDC, USD, ETH đấy và kiếm lợi nhuận và nhận cái box của nó nhé. Và sẽ vào link mình dưới phần mô tả video. Đây mình sẽ vào link đây. Sau đó bạn sẽ chuẩn bị một ít ETH nhé. Thì trên 0.25 ETH nhé. Sau đó bạn sẽ chuẩn bị ở trên mạng lưới ETH trên 0.25 mạng ETH và mainnet nhé. Ok, xong bạn ấn vào Connect Wallet này. Kết nối cái ví MetaMask của các bạn nhé. Kết nối. Ok, xong ấn Join Now này. Ok, sau đó bước tiếp theo là sẽ follow cái Twitter của Manta Network nhé, ấn Connect. Tôi không phải là robot đây này. Mình ấn chấp nhận ở đây tiếp nhé. Ok, thì ở bước 2 nó đánh dấu tích xanh rồi nhá. Thì bạn có thể sửa tên ở đây nhá. Bạn này sửa cái username của mình sửa, ví dụ là Trọng này. Mình là Trọng Hatachi này. Ok, xong mình ấn new lại nhá. Đấy. Ok, xong đó mình sẽ là ký trên cái ví của mình nhá. Ký này. Bạn ký này. Ok, sau đó tiếp theo mình sẽ đến cái bước là mình gửi cái ETH của mình nhé vào cái hệ thống của Manta Pacific nhé. Đây mình có thể sử dụng MUX này. Nó bảo tối thiểu là 0.25 ETH nhé các bạn nhé. Thì mình sẽ sử dụng 0.26 đây. Đấy. Ok. Sau đó bạn sẽ ấn Deposit nhé.
Ok, thì bạn có thể đọc một số thông tin ở đây nhé. Thì đây, nó có nói này, bạn sẽ kiếm được nhiều mảnh hơn theo thời gian giữa số tiền bạn đã gửi vào đây nhé. Thì bạn sẽ giành được phần thưởng ban đầu. Thì nó sẽ yêu cầu tối thiểu là 0.25 ETH hoặc số USDC tương đương nhé. Đến tháng 1 2024 thì sẽ kiếm được mảnh và hộp may mắn này. Đấy, hộp mảnh và hộp may mắn khi mở ra thì sẽ được MT nhé. Ra bạn có thể nhận được cái đá stone ấy, hoặc là USDM đấy, thì như mình vừa nói ban nãy nhá, ở trên layer 2 của Manta Pacific nhá. Đấy, thì sau khi bạn sẽ nhận được NFT và sau khi airdrop thì bạn sẽ được nhận token Manta ở trên layer 2 nhá các bạn nhá, của Manta Pacific nhá. Thì đấy là một số thông tin mà có thể đọc qua nhá. Ok, khi mình chọn 0.26 rồi mình sẽ chọn deposit ở đây này. Đây, xong mình sẽ ấn confirm deposit nhé. Thì mình sẽ xác nhận ở trên cái ví của mình. Ok, thì phí gas hiện tại là khoảng 15 đô. Thì mình có thể vào cái trang check gas ở đây nhé. Mình sẽ trang check gas ở đây thì bạn sẽ nên lựa chọn cái thời gian phí gas nó thấp thấp ấy thì bạn sẽ làm nhé. Như này này, khoảng 17 đô này là rất hợp để các bạn làm nhé. Thì vì mình đang sử dụng layer 1 nó chuyển sang thì phí gas nó sẽ hơi đắt đấy, khoảng 14.8 15 đô. Xong mình ấn xác nhận này. Ok, thì mình đã nhận được 155 mảnh may mắn nhé các bạn nhé. Ok, tiếp đây, khi nhóm của bạn lời mời này, mình có thể gửi lời mời cho các bạn bè tham gia nhé. Khi nhóm của bạn đã được cột mốc cao hơn, bạn sẽ được mở khóa nhiều mã mới hơn đấy. Mã mời cung cấp một số lời mời bổ sung. Mã mời vĩnh viễn có thể bạn mời số lượng người không giới hạn đấy. Thì nó có mã mời một lần và mã mời vĩnh viễn nhé các bạn nhé. Kế tiếp này. Ok, thì bạn sẽ đọc qua những thông số ở đây. Ok, thì đấy là một số thông số như bạn sẽ mời các bạn bè của bạn thì cứ cái lượng 1 ETH do người bạn bè của bạn mời được ấy, thì bạn nhận ngay 4 mảnh hộp nhé. Đấy. Ok, bạn kế tiếp này. Ok, đấy thì bạn đọc các thông số ở đây. Đấy. Thì ở đây nó có cho mình các mã mời đây này các bạn này. Đấy, thì có cái link các mã mời đây này. Đấy. Ok, đây là cái mã những cái mã mời một lần nhé. Sau đó bạn sẽ có thể là mà dùng mã mời vĩnh viễn ở đây, cộng một ở đây này. Đấy. Mã mời mới 4 này. Ok, thì bạn có thể mở các hộp ở đây nhé các bạn nhé. Thì để lấy MT thì mình đang có 6 hộp ở đây nhé. Thì bạn ấn open ở đây. Thì mỗi lần mở vậy bạn có mất một ít phí gas nhé các bạn nhé. Ok, thì phí gas sẽ trên ở mạng Manta và Pacific nhé. Thì bạn phải chuẩn bị một ít gas ở trên mạng này. Đấy, thì bạn sẽ ấn Open này, Open O và Open 1.1 này. Thì bạn ấn mở Open O để cho nó đỡ đỡ mất nhiều lần mở nhá. Đỡ mà nhiều lần xác nhận. Ok, mình xác nhận này. Thì ở trên mạng Manta Pacific bạn cần chuẩn bị một ít phí nhá. Đấy, thì mình mở được từng này NFT đấy các bạn ạ. Đấy. Đây, 1, 2, 3, 4 này. Thì trong đó cái này, cái Tier 1 Backer là được 2 cái. Đấy. Còn đâu những cái này, cái Pixel 2 Year này được 2 cái này. Còn hai cái này được 1 cái thì tổng là 6 cái nhé các bạn nhé. Đấy, xong bạn ấn OK. Đấy, thì mình đã mở thành công rồi. Thì các bạn có thể gửi lời mời bạn bè để nhận được thêm mảnh hộp và được nhận được thêm hộp ở đây để mở ra nhé. Ok, thì vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn tham gia cái sự kiện Manta Pacific là cái sự kiện New New Bra đi nhé.
New Paradigm. Thì cái sự kiện này có họ thông báo là ngày 31 tháng 12 là kết thúc ấy, thì các bạn làm nhanh nhá. Còn trong đó quý 1 2024 thì nó sẽ ra token và nó sẽ airdrop nhá. Thì các bạn có thể theo dõi cái kênh chính thức trên Twitter của họ này là Mata Network này nhá. Thì mình cũng sẽ để link cho các bạn ở đây, thì các bạn hãy theo dõi follow họ để nhận được những thông báo chính thức nhé. Thì bạn link mình sẽ để dưới phần mô tả video để cho các bạn tránh follow vào những cái trang scam nhé các bạn nhé. Bạn chỉ theo dõi cái trang thông tin chính thống của họ thôi, đừng kích vào những cái link và trang scam là rất nguy hiểm nhé. Ok, thì các bạn thấy video này của mình hay và ích, hãy cho mình một like video, một subscribe kênh Crypto Nick của chúng mình nhé. Các bạn có câu hỏi thì mình hãy comment dưới phần mô tả video hoặc trong nhóm Telegram chúng mình. Hiện tại các bạn hãy nhớ tham gia cái Crypto Nick Channel của chúng mình. Vào đây thảo luận rất nhiều dự án ngon ở đây. Mình share và chia sẻ ở đây nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Các bạn nhớ theo dõi cái kênh Twitter X Trọng của mình nhé. Trọng Atachi nhé. Ghé qua cho mình một follow, like các bài của mình và comment nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào.